tiểu muội lên đây á là dù có thích hay không á đều bấm nút hết á, nên sư huynh nhớ điều đó nha. Tôi mấy giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa, nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta. À dạ, nói như vậy là không có được nha. Ngồi đây bấm nút lên một sự nghiêm túc, chứ không phải được không được cũng bấm là nha. À, dẫu sao thì lên đây cũng là cái duyên rồi mà. Dẫu sao thì mới bấm chứ. Bấm như vậy á là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha, khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à. Dạ chắc cũng có thích đó ạ, à. Đây à, mẹ bấm đi ạ. À. Cũng có thích là bấm, còn không thích không có bấm là nha. Dạ. Nhìn sai đấm quá ha. Chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format là truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và thưa quý vị, ngay từ phút này quý vị có thể like vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để có thể được tham gia chương trình Mai Mối Online đối với các bạn ở cùng vùng miền với nhau. Và bây giờ ngay tại đây, ông Mai và Mối Cát Tường và Quyền Linh sẽ gặp gỡ những cặp đôi để xem hôm nay họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hả Mai? Khi ngủ thì em hay nói bạn em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có đây nữa là không phải tìm được. Nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Đây, mình giới thiệu về mình cho bạn nữ bên kia biết đi. Em tên là Long, năm nay em 26 tuổi. Em là quản lý bán hàng ở bên một công ty thuốc lá. Quê em ở Thái Bình và hiện tại nhà em bây giờ ở Đồng Nai. Và em đang làm ở Long Khánh. Quê Thái Bình, Đồng Nai làm Long Khánh. Mời em giới thiệu. Em tên là Vương Ngọc Trang Đài. Năm nay em đã được 52 tuổi. Ngược lại chị. Ngược lại anh. Hiện em đang là giáo viên của trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Chỗ ở hiện tại là ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 11 ạ. Ủa quận 11 xuống Đồng Nai xa không? Gần lắm ạ. Khi có tình yêu thì đường không có xa đúng không bạn? Dạ. Mà em cũng đang làm ở dưới đó nhưng mà cũng sắp chuyển công tác về Sài Gòn đó. À chuyển về Sài Gòn vậy là tốt rồi, chuyển ngay quận 11 luôn nha tôi nha. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi. Một mối tình, bao nhiêu năm bạn? Là 5 năm. 5 năm? 5 năm. Mối tình dài đấy. Dạ. Rồi, bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có tính tình đơn phương không chị? Em muốn tính sao em tính? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương luôn là 3 mối tình rồi chị. À không, bạn nam bên này rất là nhiều chị. Vậy á hả? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, thứ nhất là sẵn sàng chia sẻ với em. Tại vì những cái gì mà em suy nghĩ nó đều hiện sẵn trên khuôn mặt của em rồi. Nên những bạn nam của em cũng muốn mong muốn là nếu mà anh ấy muốn gì thì anh ấy hãy nói thẳng ra, anh ấy không có mập mờ. Vậy thì hai bên san sẻ với nhau thì dễ dàng để mà sống chung hơn, rồi cũng tiết kiệm thời gian để làm được nhiều việc khác thay vì cứ giận nhau hoài. À, bạn trai mình cảm giác như thế nào với những chia sẻ của bạn gái vừa rồi? Dạ, đối với những cái chia sẻ của bạn gái thì em thấy cũng phù hợp với tính cách của em. Tính cách của em mà rất là thẳng thắn và quan tâm chia sẻ với những người thân trong công việc hay cũng như trong xã hội. Em muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái là có duyên là được. Ngoại hình không quan trọng lắm, mà ví dụ như cao từ 1m55 trở lên là được rồi. Rồi, như vậy rồi là được ha. Bạn trai có vẻ là dễ tính á. À, bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút. Đặc điểm tính cách của em là có hai đặc điểm nổi bật nhất. Thứ nhất là nhoi, và thứ hai là thích phiêu lưu. Nhoi có nghĩa là em không bao giờ ngồi yên lặng, trầm tĩnh được trong vòng 30 phút. Lúc nào em cũng phải kiếm việc để làm. Còn nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Còn thích phiêu lưu là em rất thích đi phượt, đi chơi với mọi người, với bạn bè. À, tuy nhiên đi phượt một mình cũng là một cái thú vui ạ. Bây giờ đi một mình nhiều chưa? Dạ, em từng đi phượt một mình qua Hàn Quốc ạ. Cũng hơi liều một chút nhưng mà cũng có rất là nhiều kỷ niệm thú vị ạ. Bạn trai, mình có thấy bạn gái bên này có vẻ hơi mạnh mẽ đó, bạn có ái ngại gì không? Dạ, không sao đâu ạ. Em cũng thích một người như vậy. Mình có tài, cái biệt tài gì đó không em? Hát hả? Được, nào hát bài vui vui rồi. Đọc rap đi. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em chẳng thể phải phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì yêu em xa em quanh anh chỉ còn là bóng tối. Chờ một ngày mãi chờ, chờ một ngày tương lai chờ. Ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Con đường dài, con đường dài, con đường dài lắm, con đường dài lắm. Đếm tới đếm 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi. Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai. Bao ngày thật là dài khi không có em bên cạnh. Anh cảm thấy rất giá lạnh. Mà làm sao em yêu hiểu thấu khi mà... Đó, có duyên mà. Có duyên, dễ thương mà. Ồ, có đồng tiền nữa ta, hai ba nước đồng tiền nữa ta. Tôi khoái với người nào có đồng tiền giống tôi, răng khểnh ta, ghê ghê ghê. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì chắc là khi ngủ thì em hay nói mớ nè. Ê, cái này giống em nè anh. Em nói mớ mà bạn em chùm ai cũng biết hết luôn, biết tiếng luôn anh. Đâu đang nói gì, thí dụ như bên đây ngủ nói gì, thí dụ em gì? Không biết, em không biết. Sao vậy, sao em biết em ngủ em hay nói? Bởi vì là những cái người ở ngủ cùng với em. Ai ngủ cùng với em? Bạn học sinh viên cùng phòng. Rồi tụi nó kể sao, nó nói em nói cái gì? Ví dụ như là ban ngày mà đi học tối về đi học tiếp, hay là ví dụ như em đi làm bây giờ em đi gặp khách hàng tối đi gặp khách hàng tiếp. Bạn em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có gia đình á là không ngoại tình được, ban ngày thì có gặp ai thì tối là khai hết. Hay, cái vụ này cũng hay ạ. Còn em mới sao, em mới sao? Dạ cũng gần như bạn, như anh ấy bên đó. Thì ví dụ ban ngày em chuẩn bị thi speaking thì ban đêm em sẽ nói lảm nhảm gì đó bằng tiếng Anh, nhưng mà mọi người không ai hiểu hết trơn á. Hoặc là đôi lúc lâu suy nghĩ cái vấn đề gì trong ngày thì ban đêm thì em cũng suy nghĩ lại. Cũng nói mớ luôn. Hai chồng là tối nằm ngủ mạnh ai nấy nói. Người nói người dịch. Anh bên đây rất là dễ thương, nhẹ nhàng, có thể chiều chuộng em được. Đúng em không thích gì ở người đàn ông? Hút thuốc lá à? Thật ra thì ba em hút thuốc lá, nhưng mà mỗi lần ba em hút thuốc lá thì đi ra ngoài. Và ba em rất là tôn trọng không khí trong gia đình, tôn trọng mẹ và tôn trọng các em. Nên cái việc đó thì cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên một ngày hút một điếu thôi, không quá nhiều. Đúng rồi, hút thuốc nhiều có hại sức khỏe. Còn không thích gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, vậy đơn giản quá. Em có đáp ứng nhu cầu được những cái điều mà bạn gái vừa mới đưa ra không? Dạ, được anh ạ. Nhớ nha, bên đây nguy hiểm lắm đó nha. Hôm nay có đi với ai không? Em có đi với cả ba người bạn. Em thấy bạn gái bên cạnh này nè anh Long, dễ thương, rất là duyên và rất là dịu dàng. Đó là một trong những cái tiêu chuẩn của anh Long ấy. Ồ, chị thấy nhoi lắm mà. Như thế là tính cách em thấy là năng động và cũng rất là phù hợp với anh Long. Và xin chia sẻ với bạn nữ một chút, anh Long là một người sống rất là chân thành, sâu sắc và rất là cầu tiến. Rồi, bạn gái có đi với người thân nào không? Dạ, em mời chị đồng nghiệp với em, chị Liên ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Cát Tường. Chị thấy sao? Tình hình hai bên hợp với lý không? Dạ nãy giờ nghe thì thấy hai bạn có vẻ rất là hợp. Chắc chương trình cũng khó khăn lắm để tìm được một cặp như thế này. Hai bạn có điểm chung đó là cả hai người có vẻ rất là thẳng thắn, nhiệt tình. Trang Đài thì là ở cơ quan là một người được ban giám hiệu rất là thương yêu, đồng nghiệp rất là quý mến và học sinh nó cũng rất là thương. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau đó, có mọi người tư vấn hết rồi. Quan trọng là mắt nhìn mắt ha. Dạ, xem ăn thua mình thôi ha, tình ăn thua cảm xúc của mình thôi. Cảm ơn. Có thích trai đẹp không? Dạ có chị. Có chứ, ai mà không thích đúng không? Rồi, bắt đầu. Một chàng trai hết sức dễ thương, xoay lại sau lưng chứ nhìn tôi làm chi trời. Anh có món quà tặng em. Cái tặng cũng lạ đấy, bất ngờ đó. Thay vì tặng bó hoa này tặng nguyên chậu kiển. Bó hoa về nó héo anh, chậu kiển nó có thể nuôi chăm sóc nó sẽ được lâu hơn. Em trai em rất là giỏi chăm sóc chậu kiển ạ. Chăm sóc một vườn hoa trước nhà luôn. Bạn em để em chăm sóc chứ tự nhiên đưa em trai em chăm sóc. Dạ tay em nó rất là nóng, mẹ em bảo vậy, tại vì em đụng cây nào là chết cây đó. Rồi hai bạn có thể nhìn nhau nói chuyện đi. Là cái ấn tượng ban đầu của em về anh như thế nào? Thì anh cũng dễ thương, nhìn chung là ổn. Cảm ơn em. Thì em có vẻ là một cô gái cũng có sự đa dạng về tính cách, vừa đa dạng về tính cách có nghĩa là ban ngày em dày, ban đêm trở thành một người khác. Không phải, có nghĩa là trong những môi trường khác nhau thì mình sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau á. Ví dụ như lúc mình là một người năng động, như lúc khác mình lại là một người rất là điềm tĩnh. Nói gì dài bị bắt bẻ, tao nói ổn, em ổn rồi được rồi. Anh có đủ tự tin để làm cha của một đứa con gái không? Nếu sau này em có con gái và em cần nó phải tự lập
phải bản lĩnh, chứ không có được dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào, chỉ dựa dẫm vào ba mình thôi. Thì anh có đủ tự tin để có khả năng chăm sóc được con như vậy không? À, đối với hiện tại bây giờ thì cái sự việc nó chưa xảy ra. Nếu như khi mình có con rồi á, thì giống như từng ngày mình sẽ cũng sẽ lớn thêm theo dần với con. Thì anh nghĩ là có thể. Anh cũng rất thích con nít, con gái cũng thích, nhưng mà con trai thì chắc là cũng sẽ thích hơn. Dạ rồi, anh có hỏi gì nữa không? Thì cái ví dụ như là cái mơ ước của em trong cái cuộc sống thì trong tương lai á, là hay là như thế nào? Dạ, mơ ước của em giản đơn lắm anh. Một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, đạt được nhiều cái ước mong mà em chưa hoàn thành được. Cái đó không đơn giản đâu, cũng phức tạp lắm á. Không, thật ra là chỉ đơn giản là con em phải biết năng khiếu một chút xíu, ví dụ là đàn hoặc là hát hay một chút xíu thôi, giống như là ba em vậy đó, ba em hát hay, còn em là thảm họa âm nhạc. Tại vì trong thế kỷ 21 này, nếu mà mình chỉ có kỹ năng cứng không thì không có được, phải có rất là nhiều kỹ năng mềm. Vậy nên con cái nó cũng phải còn học nhiều thứ lắm. Em nói về hơi nhiều về con cái, tại vì em hơi lo sai chút xíu, nhưng mà chứ không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ. Không, như thế là tốt mà, rất tốt đấy. Thôi nói gì thật là tình cảm với nhau đi. Tình cảm thì hứa, khi nếu mà kết hôn với em thì anh sẽ làm gì hứa cho người ta yên tâm đi. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Thôi mình nói một câu tỏ tình gì đó, để có thể quyết định bấm nút hay không bấm nút. Thôi để em nói cho. Rồi, em nói đi. Sư Huynh à, hôm nay tiểu muội lên đây á, là dù có thích hay không đều bấm nút hết á, nên sư Huynh nhớ điều đó nha. Tôi mấy giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa. Nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà, sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta. Ây da, nói như vậy là không có được nha. Ngồi đây bấm nút là một sự nghiêm túc, chứ không phải được không được cũng bấm mà nha. À, dẫu sao thì lên đây cũng là cái duyên rồi mà, dẫu sao thì cũng phải bấm chứ. Bấm như vậy á, là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha. Khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à. Dạ chắc cũng có thích đó ạ, để em bấm đi ạ. Cũng có thích là bấm, còn không thích không có bấm mà nha. Dạ. Nhìn say đắm quá ha. Sao nói câu gì ngọt ngào chút mấy đi. Dạ, anh rất có cảm tình với em. Dạ, cảm ơn anh. Còn em? Em cũng vậy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Giống như những gì nãy giờ anh Quyền Linh với chị Tường nói, thật sự cảm nhận thấy trái tim mình rung động. Và đây bấm nút là để hẹn hò với nhau, chứ không phải bấm nút để làm bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lý do tại sao mà một cô gái dễ thương hiện đại thế này, năng động thế này, tại sao bạn lại không bấm? Dạ là thì cái cảm xúc ban đầu đối với em á, giống như là nó quan trọng lắm. Khi mà em thích một ai đó thì em cũng là có những cái cảm giác rất là rõ ràng, thì em có thể là tiến tới sâu xa hơn được. Còn đối với bạn thì có thể là làm bạn được. Không sao cả, chúng ta không tìm đến tình yêu, chúng ta sẽ là những người bạn rất thân thiết. Biết đâu trên con đường đời nó có nhiều cái sự thay đổi gì sao. Bạn gái cảm nhận thế cảm nào? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? À, có hơi hụt hẫng chút xíu nhưng mà không có sao. Tại vì đối với em mà nói thì cái việc mà bấm nút hay không thì có vẻ anh ấy rất là quan trọng. Đúng. Đối với em thì cũng quan trọng, nhưng mà em còn có một số điều mà ảnh hưởng tới việc em có bấm nút hay không. Bởi vì khi mà lên đây quay phim á, nó cũng sẽ được lên YouTube nữa. Mà lên YouTube có nhiều ảnh hưởng lắm, nên tốt nhất là em nên chọn biện pháp an toàn. Cho dù lên YouTube hay là không lên YouTube, khi chúng ta bấm nút là chúng ta lựa chọn một điều hết sức thiêng liêng. Chúng ta không thể đùa với chuyện đó được. Nếu chúng ta yêu thương thực tình, tôi hôm nay công nhận bạn trai rất là bản lĩnh. Bạn có cái hay của bạn, bạn rất giỏi, bạn rất là năng động. Cái điều không ai có thể không nhìn thấy được. Có thể nói là nếu bạn này không bấm nút ở câu lạc bộ online, chúng tôi sẽ có nhiều bạn bấm người, nút người, bạn. Nhiều người nãy giờ xem họ sẽ bấm nút bạn. Ví dụ vậy, họ sẽ kết bạn với còn bạn. Còn bạn trai vậy cũng sẽ có nhiều bạn gái đồng ý bấm nút với bạn trai. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam sau bức màn và chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo. Năm nay em 31 tuổi và em đang làm nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, rồi 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn trai.
Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi. Hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mình nói chút xíu về đường tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị. Em có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ tính đến giờ thì em chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn, sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học. Sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ. Tỷ lệ nam rất là ít, có thì cũng là bậc đàn anh, đàn chú. Và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ. Một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết, bạn trai nghĩ như thế nào? Dạ thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường vậy. Cũng bình thường ha. Dạ. Cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà. Có người ta ba mấy bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà. Thôi bây giờ mình nói đi. Mình mẫu sẽ người, tìm bạn một gái đối tượng tìm thế nào, bạn? Cái mẫu người bạn gái của em á thì cao trên 1m55 rồi dễ nhìn, thì giọng nói thì dễ nghe, biết nấu ăn, rồi biết sống tự lập. Hiện tại là bạn em đang sống với ai? Dạ em sống với gia đình của em, gồm ba mẹ với lại anh của em. À rồi, thí dụ như lập gia đình mà đi làm dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào? Dạ em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng. Ví dụ như mà người chồng của mình ở chung với cha mẹ, không phân biệt là cha mẹ bên nào hết, thì mình vẫn phải làm tròn cái giống như là cái nghĩa vụ của người con vậy đó. Phải hiếu thảo, phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ 1m65 trở lên. Bên kia cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị. Rồi, được. Gì nữa em? Thân hình cân đối. Nhìn mặt hiền hiền. Mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Giống không? Gì mà khán giả vỗ tay quá vậy? Em chào chị. Ồ, đẹp lạng quạng, đẹp hơn luôn á nha. Dữ ha. Không có nét khác hơn chị. Nhưng mà cũng phong trần hơn. Cũng phong trần ha. Mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Với lại lo đi làm quá nên là cũng... Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng. Nhanh quá vậy, mình có chuẩn bị gì chưa, lấy nhau về mình ở dạ, đâu? Dạ chuẩn bị xong hết rồi, nhà cửa có hết rồi. Có hết luôn? Dạ. Nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn dạ, bị? Nhà của ba mẹ. Nghe tưởng đâu tự mình chuẩn bị chứ. Có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không? Dạ. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ hai đứa. Rồi để tôi về coi coi. Sao chị? Hả? Chị thấy sao chị? Cao, cao ráo, mặt mày sáng. Nói chung là chị nhìn được. Chào ông, chào anh. Chào em, anh Bình anh hiền lắm, rất là có duyên. Em thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ, gọn gàng? Kết hợp cả hai được không ạ? Cũng được. Dạ. Nếu mà phong trần quá thì nó cũng... Lúc cần phong trần thì phong trần, lúc cần sạch bụi sẽ quá. Thì sạch sẽ. Cần sạch sẽ là sẽ ha. Dạ. Được dạ. Rồi, anh thấy được á. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn bè thân thiết của em ạ. Rồi, trời, bạn dễ thương quá. Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Thì, em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là về mặt ngoại hình á thì rất là sáng sủa sạch sẽ, còn về những cái tiêu chí á thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo đang tìm kiếm. Ừ. Và chị Thảo bình thường thì trong công việc á rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người. Còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á. Cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Được không bạn trai? Dạ được ạ. Thôi xin mời gia đình của em trai. Dạ. Em đi mẹ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thấy thì cũng hiền lành, cũng cao ráo. Còn bấm nút hay không thì do con.
quyết định. À, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô? Nói chung con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ. Giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì. Em chào bác gái đi em. Dạ con chào cô ạ. Chào cháu. Dạ. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Em chào anh. Món quà tâm. Em cảm ơn. À, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh Tường à? Không Trần à? Dạ. Dạ. Em hỏi đi. Ủa dạ, xin lỗi anh nha, tại nãy giờ em bối rối quá, em chưa có nghe kịp tên anh á anh. Anh tên gì? Anh tên Tân. Dạ anh Tân. Dạ. Bạn gái tên gì nhớ không? Dạ nhớ anh, bạn tên Thảo ạ. Tân Thảo. Ừ. Đối với anh thì cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à? Chắc có lẽ là khuôn mặt. Vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh? Không, ý là tổng thể khuôn mặt á, hài hòa. Dạ. Như em là ok. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn hò. Hẹn hò sao? Em muốn hẹn hò ở đâu? Dạ em thấy mình đi đâu cũng được hết anh, miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được. Rồi nếu mà được thì em có thể làm dâu được. Dạ như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh. Được. Thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó. Dạ, thì em cũng nghĩ còn làm con thì mình phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh. Dạ. Kinh tế thì ai giữ tiền? Kinh tế thì em để vợ em giữ ạ. Được, tốt. Thấy ổn rồi đó. Mẹ cười rồi, mẹ nghe làm dâu rồi, để cho mẹ dạy dỗ rồi, chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dữ rồi. Dạ. Bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó. Trời, mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn. Câu gì để thuyết phục đối phương thì tới đây thì mình là có duyên với gặp nhau ở đây thì cảm nhận đầu tiên thì mọi người đều nhận trong lòng thì mọi người sẽ thiện qua cái em bí là em Linh ơi cứu em đang tỏ tình mà bí không dạ. Nói gì nó thiệt là tình cảm vô em có dạ. Suy nghĩ sao nãy giờ em cảm nhận từ trái tim mình như thế nào mách bảo mình nói cái gì dạ. Mình phát biểu như thế thôi không cần màu mè gì hết bây giờ thấy ai em thích em thế nào đó và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại của cuộc đời anh sẽ hứa lo cho em thứ gì đó thí dụ vậy rồi bắt đầu thì đứng lên đi gần tới nơi luôn có thể nắm tay bạn ấy đi rồi nói lớn lên thì rung quá rung quá sao nhìn thẳng vào mắt cô ấy sao rung bắt đầu thấy điện giật rồi anh lên đây hả điện giật thì phải nói chứ Thảo ơi gì đó thế vậy em thấy em dễ thương dễ mến mong em sẽ chọn anh em gái thấy thế nào dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à thích anh không em cũng thích à thích chàng trai thích cô gái không dạ em cũng thích ạ rồi thôi ngồi ghế rồi bạn nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây em có nhìn đâu ra đằng sau không à rồi chúng ta rồi, sẽ có ba tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút đây suy nghĩ thật kỹ nha có mẹ có bạn có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình đang quan sát hai bạn đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân 1 2 3 hết thời gian rồi mời em bấm ủa em bấm bạn gái có bấm em có bấm không dạ không không có bấm rất là bất ngờ lý do tại sao bạn trai không bấm dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được
trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm. À này, thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng không? Dạ, không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được, không được yên tâm lắm. Hình như không hợp với mình. Về điều gì em? Chắc cách nói chuyện. Không sao cả. Nếu như em không bấm, tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình. Có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó, đúng không em gái? Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em thấy thì đến đây như là một cơ hội, nếu không được thì kết bạn thôi ạ. Đúng rồi, dạ. Rất là nhiều chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta không hợp với nhau không sao cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh, năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn gái bên kia. Em chào quý khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ồ. Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm hương. Chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau đó em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi chắc là ngon lắm á. Ủa chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa vậy là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây? Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình có cháu, cháu rồi. Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi cháu? Chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ là 5-6 năm nay mình ở dậy một mình. Dạ. Dạ và lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á, nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi về vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Cái giờ chị con dâu thiệt là tâm lý ha. Thôi mời anh. Mình hỏi anh sẽ nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh. Mình trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Mấy cháu rồi anh? Hai cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. Hai đứa con cũng lớn như chứ bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại nè. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào? Đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả, nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng vâng. Có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không? Anh nói luôn đi. Rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. Cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý khán giả, mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Dạ. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại. Thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn và chia sẻ và
yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa có được chưa được chia sẻ và quan tâm. Dạ. Có lẽ chị bên kia chỉ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nha, em nhỏ tuổi anh nên xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha. Chứ không phải là mình chào anh. Chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. Cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em cũng vẫn bất hạnh, thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? Nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con chị, dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ. Dạ. Tôi xin phép nha. Dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ. Dạ chào anh. Chào các bạn. Dạ. Anh ơi, nhưng mà điều em nói thiệt nha. Bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi, chị cũng có ba cháu rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành hai đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Yeah. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời. Mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Người lớn là ai nữa, lớn hơn nữa. Anh ơi, có ai đi theo không anh? Có bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp. Cái cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu Thương lắm mình ơi là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với chị Cách Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. À. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao, đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao? Chị cũng muốn hai em nắm tay nhau mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa, em cuối đâu trời mới giữa giữa nói chị trời cuối... ơi gần 50 tuổi rồi còn nữa em 50 tuổi chưa cuối đời nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm, không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không mà nó giỏi lắm, nấu ăn đồ ngon lắm thì chị thấy em cũng được, nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi hai anh chị anh với chị gặp nhau nha, thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên, xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thấy anh cũng dễ gần. Anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ thế. Ừ. Nhưng mà anh. Tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Dạ. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính. Mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này, hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Dạ. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó. Còn có thành hay không nó lại là cái nợ. Đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi? Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh hòa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ, chị cảm nhận như thế nào chị? Anh hát hay. Chị được gì? Có thích lãng mạn không? Dạ thích anh, rất thích lãng mạn. Mà chưa được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ
Mình hẹn hò ở đâu cho nó lãng mạn đi anh? Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh, Lê Duẩn, thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bữa giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc chính. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm với 2 giờ hả? Đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà, anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị, và chị xuất hiện đúng 12 giờ ta tặng một bó hoa, hát bài Chiều Đó Hoa Hồng Đỏ Thắm. Đó là cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ, chuyện này hết sức là quan trọng, nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi, mình suy nghĩ thật kỹ, bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3, 2, 1 hết thời gian. Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác, em và cả anh. Xin cảm ơn. Và một điều mà cô Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai anh chị sớm tìm được một nửa của mình. Và đặc biệt là chị nhé, người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con chị. Và chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu đi bạn nam. Dạ tên Linh. Thưa quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Quốc Thịnh. Em người Quảng Nam. Em đang làm việc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn? Dạ em làm bên công ty thuốc thú y ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em tên là Tú Anh. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Hay dạ, sao? Dạ không phải, Huyền Linh ơi, cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý, cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó, xong đó thấy chưa. Bởi vậy anh Huyền Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc, chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lạ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó. Dạ. Sơ yếu lý lịch sơ sơ về tình trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học rồi chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà quen mấy năm? Dạ quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi. Có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ, tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi, để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ, chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sợ luôn em.
mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ thì em nói lớn lên em. Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ anh thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Dạ sở trường với tài thì em nghĩ là không cần, nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao, rồi nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thôi, coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao chắc đạt yêu cầu 111.5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ. Là thích hô sơ sơ? Không. Tức là không thích hô. Dạ nói vậy đi cho ngắn ha. Bên đây không có hô sơ sơ, nên hô nguyên hàm. Món món được không? Dạ món thì chắc có duyên hơn. Món có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích hết đất thử một vài cái coi. Cái nào phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm những vài chục cái coi. 2 3 4. Thích chất lượng ha. 6 Coi chừng cái lỗ mũi nha. 8 9. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi để tôi về tôi nói cho. Khỏe, cao, đẹp trai, hít đất 10 cái sát rạc. Được. Bà Mai phải làm khó quá ha. Đâu thầy về đây coi tao nói gái thì coi sao nha em. Dạ. Trời cô giáo dạy tiếng Anh dễ thương lắm. Oh good morning. Dạ chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng. Anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút, nói thẳng gì luôn á nha, đàn trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh, có ghen không? Chắc là ghen anh. Ghen nhưng mà ví dụ là mình ghen vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta mà người ta mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là. Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải chạy về nhà, xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh, rồi sau đó từ từ tính anh, chứ còn nếu được cái này được. Trời hay vậy. Thấy cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái trời nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy cô sợ cô vịn tay đùi vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết. Khó để hỏi ăn anh cơm, coi tại nước. Sao đúng rồi dạ, em vì... uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức chứ. Được, cô này được xử lý thì cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó, tình hình là trai tài gái sắc vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha. Em gái có đi với ai không em? Dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai đứa em làm chung chỗ anh. Hỏi ý kiến em gái ruột trước đi. Em chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Chào em. Tình hình anh rể tương lai thế nào em? Em thấy anh cũng dễ thương. Về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á. Em có yêu cầu gì anh rể tương lai không? Nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu. Tại chị cũng hiền lắm, mà nói chung là siêng lắm. Sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà, xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn. Ổn đấy. Được nha. Cảm ơn. Mẫu em gái. Người vợ lý tưởng đấy. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với cô Chính. Cô Chính. Dạ. Chào cô Chính. Dạ chào cô. Chị xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy bé này thì cũng rất dễ thương và hiền. Và cũng có nhiều cái quan điểm này. Cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô. Thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô Chính. Khuyên em là hẹn hò để tìm hiểu sau. Cô Chính cũng thoáng. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Cặp đôi này xứng nè.
Rồi gặp đi bạn. Chào. Tặng cho anh. Em tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh là anh định mang theo quyển sách để tặng, nhưng mà vì sách rất là kén người cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó không có ý nghĩa, cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây. Em cũng thích cây lắm, nhưng mà hy vọng là anh thích cuốn sách này. Dạ. Là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha. Rồi bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt khi mà tấm màn nhung kéo lên, thấy thế nào? Chị thấy luôn vẫn còn thấy hồi hộp. Anh thấy Tú Anh rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thực sự nếu mà được cái hiền đó là cái mà anh có vẻ là anh cảm thấy vừa ý nhất. Em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá, tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp, thì em cũng không thích. Ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy, ăn hiếp được ai em? Em đâu biết được. Rồi bây giờ mình sẽ nói một câu nào đó từ đáy lòng của mình ha. Này mình nói theo tiếng nói của con tim, nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Em nói trước. Em cảm thấy thì ngoại hình đúng như em gái em nói thì nhìn dễ thương. Dạ. Em thì nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp. Em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy. Với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống. Rồi bạn nam thấy thế nào? Thì để em hát một câu đi ha. Rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê ăn. Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghèo sao cái chi răng mà rửa hỉ. Ôi nghe thương sao cái bên đi bên tê. Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé. Đất Quảng ân tình cho anh một dáng hình và cho anh những bước chân phong trần, anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh. Hay quá. Nắm tay quyền thế, nắm tay quyền thế. Tay ảnh lạnh quá. Nắm tay quyền thế. Chắc là ảnh luôn. Hình như họ quen từ bao giờ vậy? Cái nắm tay rất chặt. Ô, xứng đôi quá. Bạn gái em cảm giác thế nào? Cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng không có xa lạ lắm, dù là mới lần đầu ạ. Không có xa lạ lắm. Tức là hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong mộng thì phải. Nào, trở về vị trí, chuẩn bị, bấm nút. Dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn. Nói gì nói, đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn. Nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái tặng bạn trai một cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực. Và đây chính là Hạnh Phúc Đích Thực. Chúng ta hãy gieo mầm để tình yêu lớn mãi các bạn nhé. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Kiến Thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy nắm tay rồi, bây giờ nắm tiếp đi. Dạ, thôi được rồi, xíu rồi, nắm nhiều hơn. Không, nắm đi. Hôn nhau. Một cái hôn để kỷ niệm. Đó là thủ tục của chương trình đó bạn. Cái này chắc để sau. Không có để sau được. Bắt đầu. Hôn mà còn che lại nữa. Dạ em thấy bạn ngại quá nên che em kính lại cho rồi. Em để ngại. À đây, quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị. Chúc
Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn anh. Rồi em giới thiệu luôn nha. Dạ em tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi. À, dạ. 29 tuổi, quê mình ở đâu và đang dạ, ở quê em ở Quảng Nam, em đang làm bác sĩ chị. Bác sĩ, anh làm dạ. khoa gì vậy em? Dạ, em làm khoa học cổ truyền ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu cái đã. Thì em tên là Hồ Thanh Sự, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Bình Định, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư chất lượng của xi măng Fico. Kỹ sư chất lượng, tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không? Dạ, đúng rồi. Bạn được mấy mối tình rồi bạn? Dạ, chủ yếu là thích thôi, còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình kéo dài không? Dạ, ngắn thôi, chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay. Quen khoảng tháng chia tay à? Tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi, cũng bản thân nó chưa được hoàn thiện á. Hỏi chuyện nha, dạ. Tháng á, hùng chưa? Dạ, chưa anh. Chưa luôn. Trời ơi, ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn? Dạ. Để mình hỏi bạn gái coi em có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì không có chị. Không có? Dạ. Rồi có mối tình râu ria gì không? Tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à. Hai bạn sao 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao? Mày ta... thuộc loại hàng hiếm á. Hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè. Rồi thì em đi làm xong là em về nhà chị. Rồi điểm yếu của em là gì? Dạ em nóng tính dữ chị. Sĩ mà sao nóng tính? Điều trị bệnh rồi thì không phải... phải đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm, nhưng mà đồng nghiệp của em á hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ. Mà dạ. em thấy em có dữ không? Dạ dữ. Dữ luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa? Gia đình có hối thúc gì không? Dạ có, mẹ em ngày nào cũng nói chị. Rồi sao mình biết chương trình bạn muốn hẹn hò mình thân? Tại mẹ em xem rồi mẹ em cho em xem. Cái em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký. Nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn? Thì tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới chị. Rồi em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị, biết san sẻ công việc. Bạn trai được là con một chị. Hả? Vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi. Sao vậy? Sao em? Tại em nhà em có mình em mà chị. Bạn trai nhà có đông anh em không? Dạ đông chị ơi. Thì em có 6 anh em ạ. Đông là... đông vui chị. Đông vui. Dạ. Được ha. Dạ. Em rất là hạnh phúc khi sinh ra trong cái gia đình đó. Tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học, với lại rất là có hiếu với cha mẹ. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ sáu nhưng mà là con thứ năm, nhưng mà ở ngoài miền Trung á anh. Ủa bạn trai giờ ở rể được không? Dạ không, em thấy ở rể em thấy hơi khó chịu vậy. Dạ. Ở bên đây bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nói bạn con một cái bạn muốn bắt rể vậy đó. Không chị. Không hả? Bây giờ chị bậy hả? Em muốn ở riêng. Ai muốn ở riêng? Dạ. Rồi bây giờ bạn trai bạn muốn tìm một đối tượng như thế nào? Dạ nhất là về ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được, cười thì có duyên là được. Còn cười có duyên, cười sao có duyên? Cười duyên là không có cười hố hố mà cười. Cười hố hố là vô duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Cười hí 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 là có duyên đúng không? Dạ. Hí hí. Rồi gì nữa? Thì ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi, còn về cái tính cách thì phải vui vẻ hòa đồng, phải biết quan tâm đến gia đình. Rồi vậy thôi. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bên kia nóng tính. Trời ơi, bên này nóng tính lắm. Ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao, nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình làm cho mình nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích. Ví dụ nè, hồi hai người nói chuyện với nhau nha. Không, bên đây người ta nóng tính, người ta la là người ta chỉ la nhân viên, học trò người ta thôi. Chứ với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào, với bạn trai cũng vậy. Thì coi như bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi. Đừng nóng tính. Về nói về ngoại hình thì em thích người bạn trai như thế nào? Dạ em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em một chút chị. Cao nhiêu? Dạ cỡ 1m65. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m67 chị ơi. Vậy được rồi. Gì nữa không? Dạ thì bạn trai thích thể thao một chút. Nói chung hình thể cân đối, đừng có bụng bự quá. Đừng có bụng bự quá. Rồi gì nữa không em? Không có hút thuốc chị, còn rượu bia thì chút ít thôi. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ em không hút thuốc. Bụng có bự không? Bụng bự không? Dạ có. Bụng bự chút được không? Không có bự lắm đâu. Bụng bự ôm sướng ở đâu em? Bạn có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sao cũng được hết phải không? Dạ em thích gương mặt nhìn dễ thương là được, như là ca sĩ Hiền Thục đó. Vậy ha, giống Hiền Thục ha. Mẫu cũng ít ghê á. Hình mẫu mà. Để qua coi mắt nhà gái kia coi sao nha.
Dạ em chào anh Đường Linh. Chào em. Anh bên đây thì đúng là anh nhút nhát. Dạ. Anh hiền lắm. Quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn. Hai người này không biết họ có biết hung nhau không trời. Tôi lo quá. Bây giờ mình có thích lãng mạn không? Dạ không ạ. Không luôn. Trời, phụ nữ sao không thích lãng mạn ta? Em người, con người em khô khan lắm anh. Rồi ông kia khô queo nữa rồi sao? Dạ. Lạ vậy ta? Tình yêu mà thích khô khan vậy ta? Dạ. Thôi hai người cảm nhận thôi chứ. Thấy cặp này lạ quá. Thôi mình gặp người nhà đi. Em trai có đi với ai không? Dạ có, em đi với chị con bác với lại em họ. Dạ em chào anh Hiền Linh. Chào chị Cát Tường. Em cảm nhận cô gái bên kia có hợp với em của em không? Dạ hồi nãy giờ em xem thì em thấy bạn gái này có cái nét tính truyền thống rất là hợp với bạn Sự, cũng hiền lành, dễ thương. Mình cũng xin chia sẻ thêm về bạn Sự thì tại vì do cái điều kiện của bạn Sự hồi xưa là học bách khoa cho nên là ham học, ít thời gian quen bạn gái. Khi đi làm thì trong cái môi trường làm việc thì cũng nữ thì cũng có gia đình. Thì bây giờ học cao học thì cũng nhiều bạn này lớn tuổi rồi. Thì mình thấy bạn gái này cũng đầy đủ hết cái điều kiện mà Sự cũng mong muốn. Mình cũng hy vọng là cái bạn gái này bấm nút để có một cái cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Bác sĩ hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em, bạn của mẹ em với bạn của em chị. À có mẹ với bạn mẹ nữa ha. Dạ chào cô. Chào Cát Tường. Dạ. Chào Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay. Dạ. Kim Long thì công việc thì cũng ổn định rồi. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cũng lập gia đình được rồi. Dạ. Thì Kim Long thì biết nấu nướng. Thì nóng tính nhưng mà Kim Long cũng biết tế nhị chứ không phải là nóng tính ở đâu cũng nóng tính được. Dạ. Hết. Cho nên là con cứ yên tâm. Còn về bạn trai bên đây thì mà thấy là về tính cách với gia đình là mà thấy ok đó. Nói vài câu gì với cô đi. Dạ, con kính chào bác ạ. Hôm nay thì được gặp bác ở đây thì con nghĩ cũng là có một cái duyên rồi. Thì con mong rằng sau này con có thể làm bạn với em và có thể tiến tới xa hơn nữa. Và con hứa là sẽ chăm lo tốt cái thứ cho em và có thể làm em hạnh phúc. Rồi. Cặp này về chắc ngồi nhau nhìn nhau cười không giống ai nói gì đó. Thôi được rồi, kéo màn lên đi. Rồi chúng ta gặp nhau đi các bạn. Dạ em chào. Dạ lần tiên cô có dạ. Em rất là dễ thương. Sao hãy cảm nhận về nhau đi. Nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng chững chạc à. Như anh á thì giờ công việc của anh á thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa. Thì cái thời gian nói chung là nó cũng rất ít cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào? Em dạ, có thông cảm được không? Dạ được, thứ bảy chủ nhật là được. Bác sĩ ơi. Dạ. Đâu hôm lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào rồi. Không hiểu mà. Thử coi ảnh khỏe không em, mình lấy chồng mình phải coi giống coi đồ chứ em. Bắt mặt ảnh coi thế nào. Đâu, em để nó qua lên đây, để nó qua lên đây. Sao? Rồi em bắt mặt thử coi. Không có mập. Cũng nhanh lắm á. Dạ. Thôi bây giờ sẵn đứng đó luôn đi. Đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi. Gây ấn tượng đi. Dạ nói chung thì anh thì cũng có thuộc mấy bài hát. Thì không biết em thích nghe bài tiếng Anh hay là tiếng Việt? Tiếng Việt ạ. Xích xích vô. Cái này cho nó cảm nhận. Em bài Mãi Mãi đi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạn du tiếng hát chơi vơi hỡi em. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người xin lắng nghe nay còn tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em. Anh qua chi cho ta quên vậy? Qua chi cho người ta quên vậy? Quên rồi anh. Thấy hình tượng thấy thương quá nha. Một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà
khúng núm cho bạn gái mình. Thấy thương gì đâu. Bây giờ tình hình thấy sao vậy? Hả? Trong người thấy sao? Đỡ rung rồi anh, nhờ có anh. Cặp này hợp nè. Nắm tay cái coi cảm giác sao? Tay em lạnh lắm. Để đâu, bạn đứng lên, bạn đứng lên đi. Thử xem. Đâu nắm chặt tay nhau cảm giác như thế nào nha. Bây giờ hai người đứng nhìn nhau. Này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá. Trời ơi, ông kia, ông kia. Nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha. Mình có 30 giây nhìn nhau. 30 giây bắt đầu hát lại đi. Hát lại coi nó sao xuyến không? Bắt đầu. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao sóng tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Rồi, được rồi. Rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không. Chờ xem. 3 2 1 hết thời gian. À, bây giờ là nắm tay thiệt nè. Nãy giờ mình nắm tay cảm nhận, bây giờ bắt đầu là bắt đầu từ ngày hôm nay. Anh hứa gì với bác đi? Dạ con hứa với bác là con sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ chăm sóc cho em và sẽ lo cho em đến khi nào mà em còn không còn ra đây nữa. Trời. bác là con hùng gái bạn gái. Dạ thôi. Không phải hùng á. Buộc á. Buộc á, xin phép bác đi. Thôi dạ. Không xin đi. Xin phép bác cho con hùng. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Bác nói không được kìa. Là hùng chưa được phải không bác? Không được thấy chưa? Làm lại. Nắm chặt tay nhau. Nắm chặt tay nhau. Ơi. Rồi bắt đầu hung lại nè. Bác nói chưa được là hung lâu lâu chứ. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Nó khó thở. Khó thở. Hung khó thở. Khó thở hay tắc thở? Đây là chiếc vé xem phim của Cinebox hệ thống 212 Lý Chính Thắng. Các bạn có thời gian để xem phim tìm hiểu kỹ hơn ha. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha.